Trong bản tin ngày 12 tháng 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số tin chính yếu tại Canada và trên thế giới đáng chú ý sau đây. Người biểu tình giữ vững lập trường của mình, bất chấp nguy cơ bị phạt nặng. Cảnh sát Windsor bắt đầu giải tỏa những người biểu tình trên cầu Ambassador. Đám đông tụ tập tại cơ quan lập pháp tỉnh Ontario khi cảnh sát Toronto đóng thêm các tuyến đường quanh Queen's Park để chuẩn bị cho các cuộc biểu tình. Tỉnh Alberta sẽ không làm theo Ontario để ban bố tình trạng khẩn cấp vì các cuộc biểu tình khu vực đại đô thị Toronto sẽ chứng kiến giá xăng cao kỷ lục lên đến 1,60 đô la mỗi một lít vào Chủ nhật. Thành phố Toronto cũng đã ban hành cảnh báo thời tiết cực lạnh. Trên thế giới, Hoa Kỳ sẽ gửi thêm 3.000 binh sĩ đến Ba Lan. Hàng ngàn người Ukraine diễu hành ở thủ đô Kiev để thể hiện sự đoàn kết chống lại mối đe dọa từ Nga. New Zealand phát nhạc để giải tán những người biểu tình phản đối quy định về Covid-19. Trong khi đó, cảnh sát Paris bắn hơi cay để giải tán cuộc biểu tình. Cầu kính cao nhất Việt Nam nghi ngờ bị nứt, lực lượng chức năng cho rằng đó là hiệu ứng. Hoàng Anh xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin Canada và Thế giới nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết Mở đầu với phần tin trong nước cùng với Hoàng Anh. Đối với các cuộc biểu tình đoàn xe tải đang diễn ra trên khắp Canada, chính phủ đã ban hành cảnh báo mới về việc rời đi hoặc đối mặt với khả năng chịu hậu quả nghiêm trọng. Tuy vậy, những người biểu tình tại các con đường xung quanh đồi quốc hội cũng như là khu vực biên giới đông đúc nhất Canada vẫn giữ vững lập trường bất chấp nguy cơ bị phạt nặng. Hôm thứ Sáu, Thủ hiến bang Ontario là ông Doug Ford đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tỉnh sẽ cho phép nội các của ông phạt đến 100.000 đô la và lên đến một năm tù để trừng phạt những người tiếp tục chặn đường, cầu, lối đi và cơ sở hạ tầng quan trọng khác một cách bất hợp pháp. Cả ông Ford và Thủ tướng Justin Trudeau đều cảnh báo những người biểu tình rằng nếu họ không rời đi, các biện pháp trừng phạt mà họ phải đối mặt có thể hủy hoại cuộc sống của họ. Trong khi đó, cảnh sát Windsor đã bắt đầu thực thi luật pháp gần cầu Ambassador ở thành phố Windsor, tỉnh Ontario. Trong một thông báo sáng thứ Bảy hôm nay, Sở Cảnh sát Windsor cho biết, chúng tôi kêu gọi tất cả những người biểu tình hành động hợp pháp và hòa bình. Những người đi lại vẫn đang được yêu cầu tránh các khu vực bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình vào thời điểm này. Những người biểu tình đã phong tỏa cây cầu đến Hoa Kỳ trong vài ngày khi họ yêu cầu chấm dứt các quy định về vaccine COVID-19. Cầu đi qua biên giới nhộn nhịp nhất Bắc Mỹ là cầu Ambassador đã không có xe cộ qua lại trong ngày thứ Năm liên tiếp vào sáng thứ Bảy. Hàng chục xe tải, xe hơi, xe bán tải và xe van đã chặn giao thông ở cả hai hướng, làm tắc nghẽn chuỗi cung ứng cho các nhà sản xuất xe hơi của Detroit. Cảnh sát mặc đồng phục được nhìn thấy đang di chuyển phía sau xe của những người biểu tình trên cầu. Các đội chiến thuật và lính bắn tỉa cũng đã có mặt. Số lượng người biểu tình đã giảm từ khoảng 200 người vào tối thứ sáu, xuống còn gần 20 người vào đầu ngày thứ bảy. Những người biểu tình gần cây cầu nhất đã được nhìn thấy di chuyển lùi lại một cách hòa bình, một số người đã được nhìn thấy đang tháo lều. Tuy nhiên, một số vẫn không muốn dừng lại, họ ngồi trên xe tải hoặc đi bộ mang theo cờ Canada và thỉnh thoảng hét lên Freedom. Cảnh sát vẫn đang tập trung rất đông ở lối vào cầu. Cảnh sát Windsor đã thuyết một lời cảnh báo cho những người biểu tình vẫn còn trong khu vực biểu tình. Và cảnh sát cũng đã được nhìn thấy đang nói với những người biểu tình rằng hãy rời đi và dừng việc chặn cầu nếu không họ sẽ bị bắt và bị kéo xa đi. Một số người biểu tình tiếp tục la hét vào các sĩ quan và giữ vững lập trường của họ. Hai xe bọc thép của cảnh sát hoàng gia RCMP đã được phát hiện tại khu vực và một số sĩ quan rcmp có súng đang chờ đợi sẵn sàng trong một phán quyết vào cuối buổi chiều thứ sáu một thẩm phán đã cho những người biểu tình đến bảy giờ tối để giải tỏa mặc dù đám đông vẫn tiếp tục tăng lên sau thời gian đó và vẫn chưa rõ khi nào nhiều người sẽ rời đi tại thành phố toronto cảnh sát đã đóng cửa thêm các con đường ở trung tâm thành phố Toronto vào thứ Bảy hôm nay khi thành phố chuẩn bị cho một đợt biểu tình khác để phản đối các quy định chống lại COVID-19. Khoảng 300 người đã tụ tập tại cơ sở lập pháp Ontario vào thứ Bảy để phản đối các biện pháp y tế công cộng COVID-19. Cuộc biểu tình đánh dấu cuối tuần thứ hai liên tiếp mà đám đông đã tập trung tại cơ quan lập pháp. Cuối tuần trước, cuộc biểu tình đã tràn đến giao lộ Blue Street West và Avenue Road nơi các xe tải lớn chặn giao thông trong nhiều giờ. Những đoạn đường sau đây hiện đã bị đóng. Cảnh sát Toronto cho biết các con đường đã bị đóng ở Queens Park Circle ở phía bắc, Dundas Street West ở phía nam, Bay Street ở phía đông và University Avenue ở phía tây, College Street từ Bay Street đến Yonge Street, Don Valley Parkway South tại đường Richmond, đường cao tốc Gardiner đi về hướng đông tại đường Parkland các tuyến đường khác bị đóng bao gồm church street về phía đông spadina avenue về phía tây queen street về phía nam và dupont street về phía bắc lực lượng cảnh sát cho biết tất cả giao thông từ đông sang tây sẽ được chuyển hướng ngoại trừ xe của ủy ban giao thông toronto các sĩ quan cũng cảnh báo công chúng rằng giao thông sẽ bị kẹt và chậm trễ và nên xem xét các tuyến đường thay thế người đi bộ vẫn có thể đi trên các con đường này tỉnh Alberta sẽ không tuyên bố tình trạng khẩn cấp như tỉnh Ontario đã thực hiện. Thủ hiến Jason Kenney cho biết, chính phủ Alberta sẽ không làm giống Ontario trong việc ban bố tình trạng khẩn cấp để giải quyết các cuộc biểu tình của đoàn xe tải đang diễn ra và chặn các cây cầu. Thủ hiến Kenney cho biết, luật của chúng tôi chặt chẽ hơn ở tỉnh Ontario. Vào năm ngoái, chúng tôi đã thông qua đạo luật cơ sở hạ tầng trọng yếu phòng thủ, trao cho cảnh sát những quyền lực to lớn và các mức phạt tiền và hình phạt rất nghiêm khắc, bao gồm cả quyền phạt tù. Một trong những cuộc biểu tình được truyền cảm hứng từ đoàn xe tự do, diễn ra ở Coox, Alberta, nơi những người biểu tình đang cản trở đường cao tốc chạy qua biên giới vào Montana. Ông Kenny cho biết, chính phủ của ông đã nhắc nhở cảnh sát RCMP về các quyền hạn được nêu trong đạo luật cơ sở hạ tầng quan trọng, nhưng nhắc lại rằng các chính trị gia không phải là những người chỉ đạo lực lượng cảnh sát. Khu vực đại đô thị Toronto chứng kiến giá xăng cao kỷ lục, lên đến 1 đô la 60 cent mỗi một lít vào Chủ nhật. Giá xăng dự kiến sẽ leo lên mức cao nhất mọi thời đại là 1,609 đô la mỗi một lít, theo dự đoán của Roger McKnight là phân tích viên của Enpro, một công ty công nghệ công nghiệp hàng đầu của Mỹ. Giá dầu lại tăng đột biến do tin tức về Nga có thể xâm lược Ukraine trong những ngày tới chỉ số S&P 500 mất 1,9% sau khi Nhà Trắng khuyến khích tất cả công dân Mỹ hãy rời Ukraine trong vòng 48 giờ tới trước khi Nga có thể có hành động quân sự. Giá dầu đã tăng hơn 3%. Ông McKnight cho biết tình hình này sẽ làm tăng giá dầu thô rồi sẽ lại đẩy giá dầu WTI lên cao, kéo giá xăng và dầu diesel lên mức kỷ lục mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Nga là một trong những nhà sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới và những cảnh báo đã khiến giá dầu tăng ngay lập tức. Dầu thô Brent, tiêu chuẩn quốc tế đã tăng 3,3% lên mức 94,44 đô la Mỹ mỗi một thùng, trong bối cảnh bạo lực có thể làm gián đoạn nguồn cung. Còn dầu thô Mỹ đã tăng 3,6% lên mức 93,10 đô la mỗi một thùng. Vào cuối tháng Giêng thì giá tại hầu hết các máy bơm xăng ở khu vực đại đô thị Toronto đã đạt mức cao 1,509 đô la mỗi một lít, mức cao trước đó là 1,499 đô mỗi một lít vào tháng 11. Thành phố Toronto cũng đang có một cảnh báo thời tiết cực lạnh vào thứ Bảy hôm nay. Trong một thông cáo báo chí, thành phố cho biết dựa trên dự báo về môi trường và biến đổi khí hậu của Canada, nhân viên y tế đã đưa ra cảnh báo đề phòng điều kiện thời tiết lạnh giá được dự báo trong 24 giờ tới hoặc là lâu hơn. Cảnh báo sẽ có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới. Nhiệt độ thấp nhất dự kiến là âm 15 độ C vào đêm thứ Bảy với gió lạnh lên đến âm 18 độ C qua đêm. Thành phố cho biết các trung tâm sưởi ấm đã được kích hoạt vào ngày 7 tháng 1 sẽ vẫn mở cửa. Ngoài ra thì các nhóm tiếp cận cộng đồng Streets to Homes đã được kích hoạt vào ngày 7 tháng 1 năm 2022 sẽ tiếp tục cung cấp phản ứng tiếp cận đường phố À, để giúp hỗ trợ và khuyến khích những người mà còn à, đang sống bên ngoài vào trong nhà. Trong suốt mùa đông, những nhân viên tiếp cận cộng đồng này đã phát chăn mền, túi ngủ và quần áo ấm mùa đông. Theo thành phố, thì bốn trung tâm sưởi ấm được đặt tại 192 Peter Street, 5800 800 Young Street, trung tâm triển lãm Exhibition Place Better Living Center tại 195 Prince Boulevard và trung tâm hành chính Scarborough Civic Center tại 150 Borough Drive. Thông cáo cho biết, những người có nguy cơ mắc bệnh liên quan đến cảm lạnh cao nhất là những người đang trải qua cảnh vô gia cư, những người thiếu thốn, những người làm việc ngoài trời, những người có bệnh tim hoặc là hô hấp từ trước, cũng như những người già, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Và bây giờ mời quý vị xem một số hình ảnh 6 ngôi nhà giống lâu đài đang được sao bán ở Canada. Vì thị trường nhà ở của Canada có thể là hơi chóng mặt, đặc biệt là khi giá nhà vẫn đang tiếp tục tăng. À, hãy cùng Culture dành một chút thời gian để ngắm nghía qua, tức là đi window shopping một vài lâu đài để chúng ta thư giãn và lấy cảm hứng nhé Mặc dù chúng không phải là những lâu đài thật thụ, nhưng mà những căn nhà này đã đem lại cho chúng ta một cảm giác rất là hùng vĩ và tráng lệ, không khác gì những lâu đài trong thế giới của Disney. Thứ nhất là ngôi nhà ở Whistler, tỉnh BC, rao bán với giá là 13 triệu 750 ngàn đô la. Bất động sản vương giả này rõ ràng là một trong những ngôi nhà đáng chú ý và đặc biệt nhất của Whistler, và nó có đủ các tính năng thú vị Ngoài bồn tắm nước nóng ngoài trời trũng để ngâm mình, sau một ngày dài trên các sườn núi, còn có một hồ bơi phun tia 30 feet với tính năng thác nước, rồi có phòng sông hơi và tất nhiên là một hầm rượu. Tiếp theo là ở thành phố Lincoln ở Ontario. Ngôi nhà này đang được rao bán với giá là 5 triệu 490 ngàn đô. Ở khu đất hẻo lánh này, nằm trên đỉnh vách đá Niagara, vì vậy tất nhiên nó đi kèm với một hầm rượu khổng lồ để lưu trữ tất cả các chai rượu địa phương. Nó có 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, hai hồ cá và rất nhiều không gian để giải trí. Đây là lâu đài mà đến cả công chúa tóc mây Rapunzel cũng phải ao ước. Tiếp theo là ngôi nhà ở St. Catherine, tỉnh Ontario, có giá là 6 triệu 295 ngàn đô. Trang viên được thiết kế thời Queen Anne này nằm ngay bên bờ hồ Ontario và có cửa sổ kính màu, những cái tháp, cổng và ban công che bao quanh, có mái che, rồi có mái chớp nhọn cầu kỳ và ống khói được mô tả là hoành tráng. Nó có 6 phòng ngủ, 5 phòng tắm, 2 nhà để xe, 6 điểm ăn uống và một thang máy ngay trong nhà. Tiếp theo là ở khu vực thành phố Calgary của tỉnh Alberta. Nhà này có giá là 2 triệu 988.800 đô la, Căn nhà này sẽ đưa bạn vào thẳng bộ phim Beauty and the Beast, Người đẹp và Quái thú của Disney nhờ nội thất và không gian của nó. Ngôi nhà rộng rãi này có 6 phòng ngủ, 6 phòng tắm rưỡi và một thư viện với các giá sách gắn sẵn rất là đẹp. Tiếp theo là ở khu vực Sutton của tỉnh Quebec với giá bán là 5.499.000 đô la. Nếu ở căn nhà này có vẻ trông quen thuộc đối với bạn thì chắc là do đây là nơi nữ ca sĩ Adele quay video ca nhạc Easy On Me. Và đây chắc chắn sẽ là một điều thú vị để khoe căn nhà này. Căn nhà đi kèm với một vườn nho và tất cả các thiết bị để làm rượu vang, ice wine, vang đỏ, trắng và port wine. Nên nếu mua một căn nhà này thì chắc bạn cũng có thể mở một hãng rượu vang riêng. Tiếp theo là ngôi nhà ở hạt Rural Foothills ở tỉnh Alberta, có giá là 2 triệu 800 ngàn đây là một ngôi nhà được tạo ra cho sự ấm cúng đó là một trang viên kiểu anh theo phong cách tudor với bốn lò sưởi và sử dụng đá stone cũng như hoàn thiện bằng gỗ một cách công phu nó cũng đi kèm với một cabin bằng gỗ chứa một phòng sông hơi khô đạt chuẩn chuyên nghiệp cho sự sang trọng tối thượng nếu bạn có khả năng bạn có chọn mua một trong những ngôi nhà này không chào hoàng viết ý kiến của quý vị nhé quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón theo dõi các video mới tiếp theo. Để ủng hộ cho chương trình này, xin quý vị nhớ bấm nút like, comment và share. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý như sau. Hoa Kỳ sẽ gửi thêm 3.000 binh sĩ đến Ba Lan Hàng ngàn người Ukraine diễu hành ở thủ đô Kiev để thể hiện sự đoàn kết chống lại mối đe dọa từ Nga. Đáp lại căng thẳng ở Ukraine, Đài Loan cho biết họ đang theo dõi tình hình của mình với Trung Quốc. Trung Quốc sẽ giúp Hồng Kông chiến đấu với tình trạng Covid-19 đang bùng phát trong khu vực. New Zealand phát nhạc để giải tán những người biểu tình phản đối quy định về Covid-19. Trong khi đó thì cảnh sát Paris bắn hơi cay để giải tán cuộc biểu tình. Cầu kính cao nhất Việt Nam nghi ngờ bị nứt, lực lượng chức năng cho rằng đó là hiệu ứng. Thưa quý vị, trong bối cảnh Nga tổ chức các cuộc tập trận quân sự ở Belarus và Biển Đen sau khi xây dựng lực lượng gần Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan vào cuối ngày thứ Sáu xác nhận rằng Hoa Kỳ sẽ gửi thêm 3.000 binh sĩ đến Ba Lan trong những ngày sắp tới, theo hãng tin Reuters. Động thái này diễn ra khi Washington tăng cường cảnh báo rằng Nga có thể đã sẵn sàng xâm lược Ukraine. Gần 3.000 binh sĩ trong đợt viện trợ lần này của Hoa Kỳ sẽ gia nhập vào 8.500 binh sĩ là lực lượng hiện đã trong tình trạng sẵn sàng triển khai tới châu Âu nếu cần thiết. Nga đã điều động hơn 100.000 quân đến gần Ukraine và trong tuần này, nước này đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung ở nước láng giềng Belarus và các cuộc tập trận hải quân ở Biển Đen. Mặc dù phủ nhận kế hoạch xâm lược Ukraine, nhưng Moscow cho biết, họ có thể thực hiện hành động quân sự kỹ thuật không xác định trừ khi một loạt yêu cầu được đáp ứng, bao gồm cả lời hứa không bao giờ thừa nhận Ukraine và rút lực lượng khỏi Đông Âu từ NATO. Hoa Kỳ và Anh Quốc đều cảnh báo một cuộc xâm lược có thể xảy ra trong vài ngày tới. Theo đó thì chính quyền tổng thống Biden đã kêu gọi công dân Hoa Kỳ rời khỏi Ukraine ngay lập tức, nhấn mạnh rằng họ đã không gửi quân đội đến Ukraine để giúp người Mỹ chạy trốn khỏi đất nước nếu có các cuộc xâm lược của Nga. Trong khi đó thì hàng ngàn người, trong khi đó thì hàng ngàn người Ukraine đã tập hợp ở thủ đô Kiev vào hôm thứ bảy để thể hiện sự đoàn kết trong bối cảnh lo ngại về một cuộc xâm lược của Nga. Những người dân Ukraine đã dàn thành hàng và tràn vào trung tâm của Kiev, họ hô vang vinh quang cho Ukraine mang theo cờ Ukraine và biểu ngữ với nội dung như là người Ukraine sẽ kháng cự và những kẻ xâm lược phải chết. Tổng thống Ukraine là ông Volodymyr Zelensky, người đã tham dự cuộc diễn tập của cảnh sát ở khu vực phía nam Kherson cho biết một cuộc tấn công của Nga có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng ông Zelensky đã phản bác lại trước quá nhiều thông tin về một cuộc chiến lớn đang rình rập. Ông nói, Tất cả những thông tin này chỉ là kích động sự hoảng loạn và không thể giúp gì cho chúng ta, cho đến nay vẫn chưa có cuộc chiến tranh toàn diện nào ở Ukraine. Trong khi đó, hai quan chức khác của Ukraine cho biết, bên xâm lược sẽ không chiếm Kiev, Odessa, Kharkiv hoặc bất kỳ thành phố nào khác của Ukraine. Quân đội của đất nước cũng cho biết rằng, tình báo Ukraine và quân đội có quyền kiểm soát tình hình ở biên giới, trong khi Kiev cũng đang phối hợp hành động với các đồng minh của mình. đáp lại với căng thẳng ở ukraine đài loan cho biết họ đang theo dõi tình hình của mình với trung quốc chính phủ đài loan hôm thứ bảy cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở eo biển hẹp ngăn cách họ với trung quốc và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu động thái mới nhất này của đài loan được liên hệ với những gì đang diễn ra tại ukraine mặc dù chính phủ đài loan cho biết thêm rằng hai trường hợp là rất khác nhau khi các quốc gia phương Tây cảnh báo một cuộc chiến ở Ukraine có thể bùng phát bất cứ lúc nào, văn phòng tổng thống Đài Loan cho biết, quân đội của họ sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động giám sát, đồng thời khẳng định thêm rằng hòa bình và ổn định trong khu vực là trách nhiệm chung của tất cả các bên. Tuy nhiên, văn phòng tổng thống nói thêm rằng, tình hình ở eo biển Đài Loan về cơ bản là khác biệt so với tình hình ở Ukraine, đồng thời kêu gọi mọi người không bị đánh lừa bởi những thông tin sai lệch theo như văn phòng cho biết thông tin giả về tình hình ở ukraine đã được lan truyền nhằm ảnh hưởng đến tinh thần ở đài loan mặc dù họ không đưa ra chi tiết về điều đó hồi tháng trước tổng thống đài loan là bà thái anh văn đã thành lập một nhóm công tác ukraine thuộc hội đồng an ninh quốc gia để theo dõi các diễn biến và tác động có thể xảy ra đối với an ninh của đài loan theo đó vị lãnh đạo của đài loan đã bày tỏ sự đồng cảm với tình hình của ukraine khi liên hệ với mối đe dọa quân sự mà hòn đảo này phải đối mặt từ Trung Quốc. Liên quan đến tình hình Covid-19, Trung Quốc sẽ giúp Hồng Kông chiến đấu với tình trạng Covid-19 đang bùng phát trong khu vực. Theo thư ký trưởng Hồng Kông là ông John Lee hôm thứ bảy cho biết, Trung Quốc sẽ giúp Hồng Kông đối phó với đợt bùng phát Covid-19 ngày càng gia tăng bằng cách cung cấp năng lực xét nghiệm, điều trị và cách ly. Đồng thời cho biết thêm rằng hiện tại Hồng Kông không có kế hoạch đóng cửa theo kiểu Trung Quốc đại lục. Ông John Lee cho biết nhân viên phòng thí nghiệm, giường bệnh, thiết bị bảo hộ đã được đưa vào hỗ trợ. Các quan chức Trung Quốc cũng đã hứa sẽ bảo đảm cung cấp rau và đồ tươi sống cho Hồng Kông. Hồng Kông đã báo kỷ lục 1.514 ca mắc COVID-19 mới vào thứ Bảy, đã tăng so với 1.325 ca nhiễm mới vào hôm thứ Sáu, mặc dù có những hạn chế xã hội nghiêm ngặt nhất khoảng 1.500 người khác có kết quả dương tính trong các xét nghiệm sơ bộ. Trong 24 giờ qua, thì khu vực này đã báo cáo có 3 người tử vong vì COVID-19. Kể từ khi đại dịch bắt đầu, Hồng Kông đã ghi nhận hơn 20.000 ca nhiễm trùng và chỉ hơn 200 ca tử vong, ít hơn nhiều so với hầu hết những nơi khác, nhưng họ phải chịu khoản chi phí về mặt kinh tế và tâm lý đáng kể. Hồng Kông là một trong những khu vực lớn bị cô lập nhất thế giới, Số lượng chuyến bay giảm 90% và hầu như không có chuyến bay nào được phép quá cảnh. Để giải tán những người biểu tình phản đối quy định về Covid-19 đang diễn ra khắp thế giới. Trong khi một số quốc gia có thể cử một đội chống bạo động để giải tán những người biểu tình xâm phạm thì tại New Zealand, nhà chức trách đã bật vòi phun nước và nhạc của nam ca sĩ Barry Manilow những người biểu tình lên tiếng phản đối các quy định về vaccine COVID-19 đã phản ứng với việc ngâm nước từ các vòi phun nước bằng cách đào rảnh và lắp đặt các ống thoát nước tạm thời để chuyển hướng nước. Vào buổi tối, thì Chủ tịch Quốc hội là ông Trevor Mala đã đưa ra một kế hoạch mới để phản pháo những người biểu tình. Đó là sử dụng hệ thống âm thanh để chống trả các thông điệp về vaccine. Phát những bài hát của Barry Manilow đã có từ nhiều thập kỷ trong đó thì bản hit Macarena của những năm 90 đã được phát liên tục. Những người biểu tình đã phản ứng bằng cách chơi các giai điệu của riêng họ. Cuộc biểu tình bắt đầu khi một đoàn xe tải và xe hơi từ khắp nơi đổ về quốc hội. Những người này được cho là chịu ảnh hưởng từ các cuộc biểu tình ở Canada. Lúc đầu thì có hơn 1.000 người biểu tình, nhưng con số đó đã giảm dần và tăng vọt trở lại vào thứ Bảy. Cảnh sát đã thực hiện một cách tiếp cận chặt chẽ hơn kể từ thứ Năm khi họ bắt giữ 122 người và buộc tội nhiều người trong số họ về tội xâm phạm hoặc là cản trở. Nhưng điều đó đã dẫn đến một số tranh cãi. Một đoạn video ghi lại cảnh hai nữ sĩ quan kéo tóc một người phụ nữ khỏa thân trong lúc ẩu đả đã lan truyền nhanh chóng. Tuy nhiên, cảnh sát New Zealand cho biết họ không cởi quần áo của người phụ nữ này như một số người đã tuyên bố trên mạng và rằng cô ấy đã khỏa thân được một thời gian trước khi bị bắt giữ. Những bất bình của người biểu tình ở New Zealand chủ yếu xoay quanh quy định về COVID-19 ở đất nước. Chẳng hạn như là việc một số đối tượng làm việc nhất định phải tiêm vaccine, bao gồm giáo viên, bác sĩ, y tá, cảnh sát và quân nhân. Nhiều người biểu tình cũng phản đối các quy định đeo khẩu trang ở các cửa hàng và trẻ em trên 8 tuổi trong lớp học. Trong khi đó, tại Pháp, Cảnh sát Paris đã bắn hơi cay vào thứ Bảy chống lại một số người biểu tình trên đại lộ Champs-Élysées. Những người đã bất chấp lệnh của cảnh sát bằng cách tham gia vào một cuộc biểu tình chống lại các hạn chế virus được lấy cảm hứng từ đoàn xe tự do bấm còi của Canada. Cảnh sát đã thiết lập các chốt kiểm soát vào thủ đô của Pháp trên các tuyến đường quan trọng và cho biết họ đã ngăn chặn thành công ít nhất là 500 xe. Nhưng vài chục phương tiện vẫn lan lõi vào và gây gián đoạn giao thông. Các nhà chức trách đã bắn hơi cay khi họ yêu cầu những người biểu tình giải tán. Một số người leo lên xe của họ giữa đường để tạo ra hỗn loạn. Ở những nơi khác, thì một số người biểu tình đã bị bắt giữ. Họ mang theo các vật dụng như là dao, búa và các đồ vật khác tại quảng trường trung tâm Paris. Trong khi đó, tại phía bắc của Hà Lan. Hàng chục xe tải và các phương tiện khác đã đến The Hague để phản đối hôm thứ bảy, chặn đứng lối vào khu phức hợp của quốc hội. Những người biểu tình đi bộ cũng tham gia cùng các xe tải, họ mang theo biểu ngữ có dòng chữ: Tình yêu và tự do, không có chế độ độc tài, được viết bằng tiếng Hà Lan. Chuyển sang Việt Nam, cầu kính cao nhất Việt Nam nghi ngờ bị nứt mới đây một khách du lịch đã quay được video về một cây cầu kính ở phía bắc tỉnh lai châu với các vết nứt nhưng phía khu du lịch cho biết đó là hiệu ứng có chủ đích công trình kiến trúc bằng kính này thuộc khu du lịch cầu kính rồng mây trên đèo ô quý hồ phía bắc tỉnh lai châu một nam du khách đã quay được video khi anh cùng vợ đi tham quan cây cầu vào hôm thứ năm khi đang trải nghiệm đi bộ trên cầu hai vợ chồng anh phát hiện một tấm kính có vẻ như bị nứt Lúc đầu thì họ cho rằng đây là hiệu ứng để tăng kịch tính khi trải nghiệm. Nhưng nhìn kỹ thì là vết nứt thật và có kính rơi ra ở gốc. Lo lắng anh và vợ nhanh chóng rời cầu. Vị khách du lịch này cho biết anh đã thông báo cho một nhân viên về vụ việc. Xong anh nhận được câu trả lời rằng đây là hiệu ứng và rằng cầu kính đã được kiểm nghiệm độ an toàn. Vị khách du lịch này sau đó đã tải video lên TikTok và nhận được hơn 2,2 triệu lượt xem. Theo ông Nguyễn Văn Huân, tổng giám đốc khu du lịch Cầu Rồng Mây cho biết, những vết nứt trên tấm kính chỉ là hiệu ứng dùng để nâng cao trải nghiệm. Ông Huân cũng nói thêm rằng, vì kính có khả năng chịu lực nên sẽ an toàn ngay cả khi có người đứng trên đó. Tuy nhiên, mới đây, đoàn kiểm tra tỉnh Lai Châu đã yêu cầu khu du lịch phải thay tấm kính mới trong thời gian sớm nhất. Cầu kính Rồng Mây được khai trương tháng 11 năm 2019. Cây cầu có thang máy lồng kính trong suốt cao 300 m Toàn bộ cầu dài hơn 500 m Một đoạn vươn ra khỏi vách núi là 60 m Nằm ở độ cao hơn 2.200 m so với mực nước biển. Nơi đây được coi là cầu kính cao nhất Việt Nam. Và bây giờ là mời quý vị đến trải nghiệm suối nước nóng Wyoming ở Hoa Kỳ, trông giống như một cổng phép thuật đến một thế giới khác. Khi bạn đi bộ qua công viên quốc gia Yellowstone và tận mắt chiêm ngưỡng 10.000 đặc điểm thủy nhiệt của nó, nhiều đặc điểm trong số đó phát nổ vào các thời điểm khác nhau trong ngày. Bạn sẽ có cảm giác như là đang bước lên một hành tinh khác. Những mạch nước phun, những chậu bùn và những ngọn núi lửa cùng nhiều thứ khác là lý do mà nhiều người đổ xô đến để xem tại công viên nổi tiếng nhất của Wyoming, nơi có hơn 500 mạch nước phun trong khuôn viên nơi nổi tiếng nhất được biết đến là Morning Glory Pool, là một suối nước nóng trông giống như một ngọn núi lửa sơn cầu vồng. Có độ sâu 27 feet, hồ bơi nước nóng này thỉnh thoảng phun trào, khiến nước bay lên vài feet trên không trung. Theo nhà tự nhiên học Yellowstone, Morning Glory Pool có tên gọi từ hình dạng của nó, tương tự như là chiếc kèn của hoa Morning Glory. Theo thời gian thì màu sắc đã thay đổi từ xanh lam sang xanh lục nhưng hiện tại các tông màu đi từ cam và vàng ở các cạnh đến các màu đậm hơn của xanh lục và xanh ngọc gần giữa các vật thể bị khách du lịch ném vào giữa khoảng trống nhiệt có thể là nguyên nhân gây ra sự thay đổi màu sắc trang web của công viên yellowstone nói rằng các suối nước nóng là thứ phổ biến nhất trong công viên và các màu sắc neon rực rỡ đến từ các vi sinh vật được gọi là loài ưa nhiệt phát triển mạnh ở nhiệt độ nóng và khi được nhóm lại với nhau, chúng tạo ra một bộ sưu tập khổng lồ gồm màu sắc. Hồ bơi Morning Glory nằm cách Old Faithful khoảng 1,6 km đi bộ. Nhưng sự độc đáo của trải nghiệm này được coi là hoàn toàn xứng đáng với chuyến đi đến công viên chỉ để xem suối nước nóng nổi tiếng này. Địa điểm này được biết đến là có khả năng trở nên nguy hiểm, vì vậy du khách được khuyên nên có trách nhiệm trong chuyến thăm của mình và liên hệ với chính quyền địa phương nếu có bất kỳ câu hỏi nào về các biện pháp an ninh. Công viên quốc gia Yellowstone cung cấp hướng dẫn điện tử miễn phí trong trường hợp bạn định đến thăm, để bạn có thể xem các suối nước nóng và mạch nước phun khác. Để kiểm tra thời gian hoặc các vụ phun trào, bạn có thể truy cập vào Geyser Times, nps.gov để biết vô số thông tin. Phần trải nghiệm du lịch cũng đã khép lại bản tin này. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chúc quý vị một buổi tối an lành và cuối tuần hạnh phúc. Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch. Hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca gạch chéo COVID-19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario.